Xin chào bạn và chào mừng các bạn đến với bản tin của TSM News, bản tin tổng hợp tin tức của ngày 14 tháng 5 năm 2021. Có thể các bạn biết thì Ấn Độ bây giờ đã là nơi có nhiều ca Covid gần như là nhất thế giới rồi. Và các bác sĩ Ấn Độ cũng đã phải khuyến cáo người dân khỏi cái liệu trình phân bò để mọi người tránh xa cái việc là sử dụng phân bò để chữa bệnh Covid-19. Và mới đây thì đã có một loạt video về hình ảnh cận cảnh người dân sử dụng phân bò để bôi lên người cũng như là để tập yoga để hết Covid-19. Tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ, một số người đã nhờ cậy liệu pháp phân bò. Theo đó, một tuần một lần họ lại đến chuồng bò bôi chất thải của chúng lên khắp người với hy vọng có thể tăng sức đề kháng của cơ thể trước bệnh Covid-19. Một người đàn ông làm trong công ty dược cũng khẳng định tắm phân bò giúp mình khỏi bệnh Covid-19 hồi năm ngoái. Một ngôi trường là địa điểm để mở cửa cho những ai tin vào cái liệu pháp phân bò này. Trong khi chờ hỗn hợp chất thải trên người khô, những người đến đây thực hành yoga. Sau đó họ cùng sữa bò hoặc là sữa lên men tẩy sạch phân bò trên người. Thế nhưng, giới bác sĩ và các nhà khoa học Ấn Độ cũng như trên thế giới liên tục cảnh báo không nên áp dụng liệu pháp này trong việc điều trị và phòng chống Covid-19 vì không có bằng chứng khoa học nào cho thấy sự hiệu nghiệm của phân bò trong chữa trị bệnh tật. Dịch Covid-19 đang gieo rắc sự kinh hoàng tại Ấn Độ với hơn 23,7 triệu ca Covid-19 với khoảng 258.000 người tử vong tính đến ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, giới chức y tế cho rằng con số trên thực tế phải gấp hơn 5 đến 10 lần và người dân trên toàn quốc phải chật vật tìm kiếm giường bệnh, oxy y tế, thuốc men khiến nhiều người thiệt mạng vì không được chữa trị. Thầy Huấn dạy rằng, ở trên đời này phải có làm thì mới có ăn. Nhưng giới trẻ bây giờ lại không muốn thế, họ muốn ăn sổi ở thì. Vậy nên có một số bạn trẻ đã lựa chọn rằng là đầu tư vào các sàn tiền ảo và họ nghĩ rằng thế sẽ sinh lời rất là nhiều. Và một số người lớn cũng vậy, họ cứ nghĩ là cho những số tiền tiết kiệm của họ vào đấy sẽ sinh lãi rất là cao, cao hơn so với tiền ngân hàng. Nhưng tiền mất thì lại tật mang. Mới đây thì Công an Hà Nội đã triệt phá được 4 sàn giao dịch lớn về giao dịch vàng và giao dịch tiền ảo. Ngày 14 tháng 5, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến sàn Forex, tạm dịch là thị trường giao dịch các loại tiền tệ. Công an và chiến sĩ tại 11 tỉnh thành phố đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là alforex.com, yaibroker, vistaforex, xswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên. Công an thành phố Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng, trong đó các đối tượng cầm đầu thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Mạnh Hùng, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Thị Thái, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các sàn giao dịch đều kết nối ứng dụng với MT5 là MetaTrader 5, phần mềm cho phép các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch trên các cặp tiền trong thị trường tiền tệ và cả những cái sản phẩm phổ biến trên thị trường như chứng khoán, kim loại như là vàng bạc để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng ngoại hối trái phép thu hút hàng chục nghìn người tham gia với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến 1.000 tỷ đồng mỗi tháng. Trên mạng xã hội hiện nay thì livestream để chửi qua chửi lại hay là để nói xéo người nọ người kia thì đang rất là hot. Mới đây thì nổi lên là vợ của ông Dũng Lò Vôi luôn xỉa xói các nghệ sĩ cũng như là vạch mặt thần y của chúng ta. Và một người chơi trong hệ streamer đó chính là Jim Chúa Duy Nguyễn cũng đã chuẩn bị bắt tay với vợ chồng của Dũng Lò Vôi. Tối ngày 13 tháng 5, streamer Duy Nguyễn bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh chụp chung với vợ chồng ông Dũng Lò Vôi. Theo Duy Nguyễn, tại buổi gặp gỡ này thì đôi bên đã có bữa ăn thân mật, trò chuyện vui vẻ suốt 4 tiếng đồng hồ. Streamer cho biết anh có được nhận được những cuốn sách giá trị từ cả vợ chồng ông Dũng và cảm thấy rất trân trọng nó. Trong phần chia sẻ của mình, Duy Nguyễn lấp lửng và ẩn ý nhắc đến một nhân vật,
một câu chuyện khác nữa cơ. Về ẩn ý thì cũng không cần phải trả lời các bạn cũng sẽ đoán được thôi về Duy Nghĩ nhắc đến ai. Thì nhiều người cũng đoán ra đoán non về việc bà Phương Hằng sẽ sớm có một cuộc gặp gỡ với Natalie, người mà cũng hay livestream cho chúng ta xem. Và những hình ảnh này thì đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Trước đó thì bà Phương Hằng cũng đã công khai bênh vực Duy Nguyễn trên sóng livestream, cho biết không đồng tình với các nghệ sĩ đến tận nơi làm việc của Duy và bắt người này phải khoanh tay xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin của TSM News tổng hợp của ngày 14 tháng 5 năm 2021. Và các bạn hãy nhớ là ấn like và ấn follow chúng mình để cập nhật nhanh nhất những thông tin tổng hợp trong ngày nhé. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye!